Trong bài buổi học lấy tiếng ngày hôm trước thì thầy đã dạy cho các em thế là đơn chất, thì là hợp chất cũng như là cách cái viết cái công thức phân tử của các cái đơn chất và hợp chất, đúng không? Thế thì trong cái phần mà hợp chất thì có một cái vấn đề đấy là nó có các cái dạng là AX, BY và CZ, đúng không? Và cái dạng là AX này, BY, CZ này. Là trong đó ABC là các nguyên tố và XYZ thì là các cái chỉ số của nó. Thế thì cái những anh chàng này thì nó có cái nguyên tắc gì để sắp xếp hay là không? Thế ví dụ một số cái tại sao nó có chỉ có thể là nó là CO hay là CO2? Thế thì có hỏi là có thể là CO3 hay là CO4, CO5 hay không? Đúng không? Thế thì cái này nó sẽ được trả lời trong cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ có hai cái vấn đề. Đây là hóa trị là cái gì và cái quy tắc hóa trị của nó áp dụng như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài ngày hôm nay. Đây là hóa trị. Chúng ta sang phần một định nghĩa. Thế thì người ta định nghĩa hóa trị như sau. Hóa trị thì đầu tiên nó là một con số đã. Con số này nó đặc trưng cho cái gì? Đấy, thì nó đặc trưng cho khả năng liên kết giữa các đặc trưng này, cho khả năng liên kết của nguyên tố đó. Với các nguyên tử của nguyên tố khác. Thì đây là định nghĩa về hóa trị. Thế cái này đọc lên thì nó khá là khó hiểu, nhưng mà các em có thể tưởng tượng như sau. Nó giống như kiểu là bây giờ có một nhóm các là chú bộ đội gặp lại nhau sau một thời gian là giải ngũ. Đấy, thì có những ở trong đó thì có những chú thì các chú là thương binh, thì các chú chỉ còn có một tay thôi. Còn lại các chú khác thì là rất là may mắn thì lành lặn còn có hai tay. Thế thì những cái chú mà có hai tay thì các chú có thể chia hai tay ra bắt tay của nhiều người cùng một lúc, từ hai người cùng một lúc, đúng không? Nhưng mà các chú mà chỉ còn một tay thì làm sao? Các chú ấy chỉ có thể bắt tay được với một người khác thôi. Đấy, thì cái việc mà hóa trị này nó cũng giống như vậy. Thế anh chàng nào mà có hóa trị càng cao thì khả năng liên kết của nó với lại càng nhiều nguyên tử khác hơn so với lại những anh chàng mà nguyên tử tử thấp. Đấy, được chưa? Thế để mà hiểu rõ hơn thì chúng ta đi vào cái ví dụ sau đây này. Hay trước khi ví dụ thì có một số cái là cái quy ước đã. Đấy, cái quy ước này người ta xuất phát từ cái việc mà người ta đang nghiên cứu, đây là nguyên tử của nguyên tố hydro. Nguyên tử hydro thì nó chỉ có khả năng liên kết với tối đa là một nguyên tử của nguyên tố khác, đấy là tối đa. Đấy, thì như vậy thì người ta sẽ quy ước là hóa trị của hydro là một. Hydro có hóa trị đấy, thì tương tự như vậy thì người ta cũng có một điều, đấy là nguyên tử của nguyên tố oxy thì có hóa trị. Đấy, nguyên tố oxy thì có hóa trị là 2. Thế thì như vậy là oxy hydro thì có hóa trị là 1, thì giống như kiểu là bác thương binh ấy, bác thương binh có một tay ấy. Thế thì nếu như rõ ràng như vậy, nếu như một cái bác bộ đội khác đấy, nếu như bác ấy nắm tay bắt tay được với tối đa là một cái bác thương binh như thế thì rõ ràng bác đấy cũng chỉ có một tay, đúng không? Và nếu như bác ấy có thể bắt tay được tối đa với hai cái bác thương binh một tay như vậy thì bác sẽ có hai tay. Thế thì tương tự như vậy,
các cái nguyên tố khác nếu như liên kết với hydro này tối đa được bao nhiêu nguyên tử hydro thì là nguyên tố đó có hóa trị là bấy nhiêu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xét các cái ví dụ sau này. Để là xác định hóa trị của các nguyên tố lưu huỳnh nitơ chẳng hạn, nitơ này ở trường từ chúng ta sẽ cùng xác định của carbon với nitơ trước trong các hợp chất sau. Đấy, thế thì các hợp chất của chúng ta sẽ có ở đây là CH4 này, là NH3. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể nhìn thấy trong cái phân tử của CH4 thì một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydro, đúng không? Như vậy là anh chàng hydro hóa trị 1, carbon có thể liên kết được với bốn nguyên tử hydro, từ đó suy ra carbon có hóa trị là 4. Tương tự như vậy, nitơ ở đây chúng ta liên kết với mấy nguyên tử hydro? Có 3 nguyên tử hydro. Vậy thì nitơ này sẽ có hóa trị là mấy nhỉ? Là 3. Được chưa? Đấy, cái ví dụ tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xét với lại các cái phân tử mà nó liên kết với oxy. Đây chúng ta sẽ cùng sang những cái nguyên tử mà ban nãy thầy vừa mới liệt kê xong. Ê, trong này carbon, anh chàng này là CO, đúng không? Một nguyên tử carbon liên kết với một nguyên tử oxy, đúng nhá? Thế thì oxy của nó có hóa trị là 2, đúng không? Nó sẽ tương đương với lại hai nguyên tử hydro. Vậy thì carbon có thể liên kết với một nguyên tử oxy tương đương với carbon có khả năng liên kết với hai nguyên tử hydro. Vậy thì trong cái hợp chất này carbon có hóa trị là 2. Được chưa? Thế tương tự như vậy, carbon ở đây liên kết với hai nguyên tử oxy, thế thì 2 nhân với khả năng liên kết của nó là 2 nữa là 4. Vậy thì cái carbon ở đây có hóa trị là 4. CO3 và CO4 thì hai anh chàng này là không tồn tại. Thì tại vì sao? Thì chúng ta sẽ cùng lát nữa sẽ cùng xét ở trong cái quy tắc hóa trị và chúng ta sẽ xét ngay sau đây. Đấy, chúng ta sẽ cùng sang phần thứ hai, đấy là quy tắc hóa trị. Đấy, về cái quy tắc hóa trị này nó phát biểu như thế nào thì các em hoàn toàn có thể đọc ở trong sách giáo khoa. Về nội dung của nó thì nó sẽ được tóm tắt cơ bản ở trong cái công thức sau đây. Đấy, nếu như mà thầy có một cái công thức của hợp chất là AXBI, trong đó nguyên tố A có hóa trị là A nhỏ và nguyên tố B có hóa trị là B nhỏ. Thế thì chúng ta sẽ có một cái đẳng thức như sau. Đấy là đầu của anh chàng này là A nhân với chân của nó là cái chỉ số này. Tức là hóa trị của A nhân với lại cái chỉ số của A thì nó bằng cái hóa trị của B nhân với cái chỉ số của B. Đấy, chúng ta sẽ có là AXC thì bằng BI. Cái này nếu như mà so sánh với lại một cái dạng toán mà chúng ta đã học ở các cái chương trình lớp dưới thì rõ ràng là XC và A, hay nói cách khác chỉ số và hóa trị của một nguyên tố trong một hợp chất nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau, đúng không? Thế thì nếu càng hóa trị cái càng cao thì cái chỉ số này càng nhỏ, và ngược lại chỉ số mà càng lớn thì cái hóa trị của nó lại càng bé, đúng không? Thế thì cái này có một số bạn thì có thể nhớ rất là dễ dàng bằng một cái phương pháp, một câu nói vui đấy là chân dài thì não ngắn, đúng không? Thế người ta coi cái anh chàng bên trên này là não này, bên dưới này là chân này, thì rõ ràng là có thể nói rất là vui một câu đấy là chân dài não ngắn. Đấy, thì tức là chân của nó càng bé thì cái đầu của nó phải càng to, hay nói cái chính xác thì là chỉ số thì càng bé thì hóa trị càng lớn và ngược lại. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ từ cái quy tắc hóa trị này chúng ta sẽ được áp dụng vào để mà thành lập được các cái công thức hóa học của các hợp chất. Thế cần thành lập như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lấy ví dụ. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1 rất là đơn, lấy luôn cái ban nãy mà thầy đã cho đi.
Đấy là CO. Giữa carbon và oxy, công thức phân tử thành lập một cái hợp chất nó là như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ phải xét được là carbon, thì chúng ta sẽ phải biết được cả carbon hóa trị có những hóa trị là bao nhiêu trong hợp chất, và oxy thì hóa trị của nó là bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta có rồi trong cái quy ước rồi, oxy trong hợp chất thì luôn luôn có hóa trị là 2. Đấy, thì oxy là luôn luôn có hóa trị là 2. Vậy thì cái việc còn lại chúng ta chỉ cần biết là carbon hóa trị của nó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thành lập được cái công thức phân tử của nó. Thế thì trong cái hóa trị của carbon thì carbon người ta cho carbon có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 4. Đấy, thế thì cái công thức thứ nhất, giả sử anh chàng carbon này cùng là hóa trị 2 với lại oxy đi, thế thì công thức phân tử của nó sẽ như thế nào? Thế thì chúng ta giả sử công thức phân tử của nó là CX gì của OY, đúng không? Thế thì carbon hóa trị 2, oxy hóa trị 2, nào biểu thức nó bảo là gì? Đây, A sẽ tương ứng với 2 này. Đấy, B cũng tương ứng với 2 này. X và Y giữ nguyên thì chúng ta sẽ có là cái gì? Là 2 nhân với X cộng với A sẽ là bằng 2 nhân với Y. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta hoàn toàn sẽ suy ra được là X bằng Y. Đấy, trong những trường hợp như thế này thì người ta sẽ lấy cái giá trị nhỏ nhất, tối giản nhất để người ta hình thành lên các cái công thức phân tử của nó. Và như vậy là cái đơn giản nhất, tối giản nhất, cái giá trị nhỏ nhất có thể thì đấy là x bằng y và bằng 1, đúng không? Nếu 1 thì chúng ta sẽ không biểu diễn các cái số ở dưới chân nữa, do đó công thức phân tử của nó sẽ là C1O1, đúng không? Là chúng ta sẽ lưu được là CO. Đấy. Thế còn trường hợp thứ hai, carbon ở đây hóa trị 4, oxy vẫn hóa trị 2, luôn luôn là hóa trị 2 trong hợp chất, thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta sẽ có CXOY. Đấy, và cái cách mà chúng ta áp dụng là cái gì? 4 tương đương với A, vậy thì 4 nhân với X sẽ bằng 2 nhân với Y, được chưa? Đấy, và tương đương 4 với 2 thì ở đây thì rõ ràng chúng ta sẽ suy ra được là 2 nhân với x thì sẽ bằng là bằng y. Hay nói cách khác, y gấp 2 lần x. Vậy thì cái mà cái giá trị bé nhất, tối giản nhất để mà thành lập lên một công thức, nên một công thức như thế này là x chúng ta sẽ lấy bằng 1 và y chúng ta sẽ có giá trị là bằng bằng 2, và chúng ta sẽ thành sẽ có được một cái công thức là C1OO2. Được chưa? Đấy, thì đây là các cái cách mà thành lập một cái công thức phân tử khi mà đã biết được cái quy tắc hóa trị của các cái nguyên tố ở trong cái thành phần của phân tử đó. Đấy, thế thì bây giờ thế tại sao ban nãy thầy lại nói là không có CO3 và không có CO4? Thế thì chúng ta cùng thử cùng xét xem. Đấy, nếu như mà giả sử có cái công thức phân tử của nó là CO3. Thế thì oxy ở đây hóa trị 2. Đúng không? Thì theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ giả sử anh chàng này hóa trị là A đây. Thì A nhân với 1 nó sẽ phải bằng là 3 nhân với 2. Và nói cách khác, suy ra được là A thì bằng 6. Nhưng trong hợp chất thì carbon không có hóa trị 6. Do đó, cái anh chàng CO3 này là không tồn tại. Được chưa? Tương tự như CO4 cũng thế. Nếu như các em thay vào đây, các em sẽ tính ra được là carbon hóa trị là 8. Nhưng mà 8 thì không tồn tại là hóa trị của carbon, do đó cái thành sàng CO4 cũng là không tồn tại. Được chưa? Đấy. Thế thì có một cách nào, một câu hỏi đặt ra là có cách nào để xác định cái hóa trị của các cái nguyên tố, các cái công thức phân tử của các nguyên tố khi mà biết được hóa trị của các nguyên tố thành phần nó nhanh hơn hay không? Đấy, thì câu trả lời là có. Đấy, thì thầy có thể hướng dẫn các em một cái cách mà thành lập cái công thức phân tử của một hợp chất dựa vào cái hóa trị và quy tắc hóa trị mà người ta đã cho sẵn một cách nhanh hơn. À, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở đây. Vẫn lấy cái ví dụ là carbon ở kia, chúng ta sẽ có C với O này, đúng không? C hóa trị 2, oxy hóa trị 2. Cách nhanh nhất, chúng ta chuyển luôn hóa trị chéo cho nhau xuống thành các chỉ số, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ hình thành được cái công thức là C2 và O2.
Nhưng mà chúng ta sẽ không dừng ở đây, bởi vì công thức này là công thức không đúng. Thế cái muốn làm cho nó đúng thì thế nào? Cái tỷ số này, cái kết quả này nó phải là tối giản nhất. Thế thì các em thử xem hai cái số này nó cùng chia cho mấy thì các em chia bớt đi. Đấy, thì sao cho cái kết quả cuối cùng của nó là tối giản nhất có thể thì các em sẽ được cái công thức phân đủ đúng của nó. Thế chúng ta nhìn ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay C2O2 thì nó cùng chia cho 2, vậy thì hoàn toàn có thể rút gọn ra là C1O1 hay nói khác là CO. Đúng không? Nhanh chưa? Không cần phải đặt cái công thức kia ra nữa, không cần phải là cả 2 nhân với x bằng 2 nhân với y sau đó suy ra x thì bằng y bằng 1 nữa, hoàn toàn có thể di chuyển chéo như này rất là nhanh. À, thế thì sang cái phần thứ hai, cái công thức thứ hai thì sao? Carbon hóa trị 4, oxy hóa trị 2. Này. Chuyển xuống thì chúng ta sẽ được cái gì? 2 chuyển xuống đây sẽ có là C2, 4 chuyển xuống đây sẽ có là C4. Hai anh chàng này cùng chia cho mấy? Cùng chia cho 2. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể chia cho 2 vì thì chúng ta sẽ được là C1, đúng không? Không viết vào đây nữa. Đó. Ô mấy? 4 chia 2 thì được 2 và chúng ta sẽ có là CO2. Đấy, thì cái phương pháp này là cái phương pháp mà làm khá là nhanh cho các cái thành lập công thức phân tử của một cái hợp chất khi mà đã biết được hóa trị. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ cùng xem một vài cái ví dụ khác để mà nắm rõ hơn cái hóa trị cũng như là cái quy tắc hóa trị của nó là như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét cái ví dụ sau đây. Ví dụ của thầy đưa ra đấy là cho các hợp chất NO2 và yêu cầu của đề bài là xác định hóa trị của nitơ clo nhóm SiO4 natri và nhóm OH. Trong các hợp chất trên. Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cái ví dụ này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào anh chàng thứ nhất đến là phân tử NO2. Thế thì trong cái phần lý thuyết chúng ta đã học rồi, oxy trong hợp chất luôn luôn có hóa trị là 2, đúng không? Luôn luôn có hóa trị là 2. Như vậy nếu như mà theo quy tắc hóa trị chúng ta sẽ có, giả sử nitơ này có hóa trị là A nhỏ thì A nhân với 1 nó sẽ bằng là 2 nhân với 2. Đúng không? Và từ đó chúng ta suy ra được ngay. Ở đây nitơ có hóa trị là 4. Đơn giản đúng không? Phân tử HCl thì chúng ta nhìn vào ngay dựa vào ngay cái định nghĩa của anh chàng mà hóa trị. Thì chúng ta đã có cái gì? Nếu như mà nguyên tử clo kia liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydro thì nó có hóa trị bấy nhiêu. Như vậy là hoàn toàn chúng ta nhìn thấy ngay trong phân tử HCl thì clo có hóa trị 1. Đúng không? Thế thì chúng ta thử kiểm tra lại bằng cái quy tắc hóa trị xem nó có đúng không nhá. Thế thì hydro ở đây chúng ta có hóa trị là 1 trong tất cả các hợp chất này. Đúng chưa? Chỉ số là 1. Đây, giả sử carbon có hóa trị là A. Thế thì chúng ta sẽ theo quy tắc hóa trị chúng ta sẽ có cái gì? Là 1 nhân với 1 thì bằng A nhân với 1. Như vậy hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay A bằng 1. Đúng chưa? Như vậy là quy tắc hóa trị chính xác, không bị lừa. Đúng không? Đấy, thầy sẽ tiếp tục lấy cái ví dụ tiếp, cái phân tích cái anh chàng tiếp theo đấy là Na2O.
Hai anh chàng mà H2SO4 và NaOH thì thầy sẽ xử lý nó sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu anh chàng Na2O trước vì nó giống với lại bên trên, đó là cùng cấu tạo bởi hai nguyên tố. Đấy, và cái chúng ta sẽ chỉ việc là tìm cái hóa trị của một nguyên tố thôi. Đấy, hóa trị của một nguyên tố ở đây là Na2O thì làm sao? À, ban có lại cái ký ức là cái gì? Oxy hóa trị 2. Đúng không? Oxy thì hóa trị 2. Đấy, chỉ số đây là 1. Vậy thì theo quy tắc hóa trị của nó, chúng ta sẽ có là 2 nhân với A thì sẽ bằng 2 nhân với 1. Và cái này thì các em cấp 1 các em cũng biết đấy là A thì bằng 2. A, xin lỗi, A chúng ta bằng 1 chứ. Đấy, thua các em cấp 1 rồi. Đấy, 2 nhân A thì bằng 2 nhân với 1, thì như vậy là A chỉ có thể bằng 1 thôi. Thấy chưa? Như vậy là cái anh chàng này chúng ta hoàn toàn có thể xác định một cách rất là đơn giản và nhanh chóng. À, thế thì bắt đầu sang đến cái phần tiếp theo là cái hợp chất của chúng ta nó không phải chỉ có hai nguyên tố nữa mà nó chuyển thành ba nguyên tố, và yêu cầu của đề bài là chúng ta xác định hóa trị của một nhóm chứ không phải hóa trị của một nguyên tố. Như vậy là nhóm nó cũng có hóa trị. Thế hóa trị của nó xác định như thế nào? À, thì chúng ta sẽ cùng nhau xét cái phân tử tiếp theo là phân tử H2SO4. Phân tử trong phân tử H2SO4 này. Vậy nếu như mà trong cái quy tắc hóa trị người ta chỉ có một cái là AXBY thôi, chứ nó không có cái kiểu AXBYCZ, đúng không? Nhưng ở đây người ta có yêu cầu là tìm hóa trị của lưu huỳnh không? Không có, đúng không? Nó không yêu cầu là tìm hóa trị của oxy, mà nếu như mà tìm hóa trị của oxy thì chúng ta nói luôn là trong hợp chất nó bằng 2, đúng không? Và cái khó đây chỉ là tìm hóa trị của lưu huỳnh, nhưng mà vấn đề người ta lại không yêu cầu. Người ta chỉ yêu cầu cái gì? Là tìm cái hóa trị của gốc SO4 mà thôi. Đấy, thế thì chị các em nhìn này, định nghĩa là gì? Hóa trị nếu như mà nó liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydro thì hóa trị của nó là bấy nhiêu, đúng không? Ở đây cả cái nhóm SO4 này chúng ta giả sử chúng ta coi như là một cái anh chàng nguyên tố, nó giống như một nguyên tố đi, thì cái nguyên tố SO4 này nó liên kết với hai nguyên tử hydro. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được ngay SO4 hóa trị 2. Đúng không? Dựa vào định nghĩa. Đấy, thế còn dựa vào quy tắc hóa trị thì sao? Dựa vào quy tắc hóa trị thì anh chàng này giả sử hóa trị của nó là A. Và các em nhìn này, cả để khoanh cả cái SO4 này nhá. Giả sử nó là một cái nguyên tố là đấy, thì cái chân của nó này ở đây là không có gì, chứ không phải cái chân của nó là 4 nhá. Đấy, cái chân của nó là không có gì, như vậy là chúng ta sẽ coi như là 1. Đấy, chính xác nó là 1, được chưa? Thế thì rõ ràng là hydro hóa trị 1 thì chúng ta có theo quy tắc hóa trị có 1 nhân với 2 thì bằng A nhân với 1. À, thế thì hoàn toàn chúng ta suy ra được cái gì? Suy ra được là A bằng 2. Vậy thì nhóm SO4 này hóa trị 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục đến anh chàng tiếp theo là anh chàng NaOH. Người ta yêu cầu tương tự như vậy là tìm hóa trị của nhóm OH. Hóa trị nhóm OH thì bây giờ nếu như mà theo quy tắc hóa trị chúng ta cần phải biết Na này hóa trị là bao nhiêu. Thì rất là may mắn là ở trong cái ngày trước này chúng ta tính được rồi. Đấy, thì Na của nó có hóa trị là 1. Nào, thế thì tương tự như bên trên, chúng ta coi cái OH này là một nhóm thì chúng ta sẽ có là cái gì? Na1 OH tất cả một lần, đúng chưa? Thế thì ở đây hóa trị là 1, cái này hóa trị là A, 1, 1. Vậy thì theo quy tắc hóa trị ta có là Na đấy, là 1 nhân với 1 thì sẽ bằng là nhóm OH là A nhân với 1. Và rất đơn giản, chúng ta sẽ tìm ra được ngay đấy là nhóm OH có hóa trị là 1. Đấy. Thế thì sau này các em hoàn toàn có thể sử dụng được cái nhóm OH này có hóa trị 1 để tính hóa trị của các kim loại khác. Nếu như mà các em không nhớ, vì OH này sau khi mà tính được xong thì người ta cũng nhận thấy nó giống như hydro, nó chỉ liên kết được tối đa là một nguyên tử của nguyên tố khác nữa thôi, và nó có hóa trị là 1. Thế thì các em có thể dựa vào cái hóa trị này, dựa vào cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm được một cái cần nhớ nữa, đấy là OH, nhóm OH thì có hóa trị 1. Từ đó các em sẽ
xác định được các cái nguyên tử khác dựa vào nhóm OH, dựa vào H và dựa vào O. Được chưa? Đấy, thì chúng ta như vậy là chúng ta ở đây là từ các cái công thức phân tử cho trước chúng ta đã tìm xem là hóa trị của các nguyên tố là bao nhiêu, của cả nhóm là bao nhiêu, đúng không? Thế chúng ta làm một cái ví dụ ngược lại để cho chúng ta hiểu rõ hơn về quy tắc hóa trị cũng như là cái định nghĩa hóa trị. Đây chúng ta sẽ xong ví dụ này. Cho các nguyên tố carbon hóa trị 4 nguyên tố oxy, nguyên tố hydro. Đấy. Nguyên tố magie. Yêu cầu đề bài của chúng ta đấy là hãy lập các công thức phân tử của các hợp chất ta bởi. Đấy. Thứ nhất là carbon và oxy. Thứ hai là carbon và hydro. Ở thứ ba đây là magie và oxy. Và cái cuối cùng đây là magie và nhóm OH. Đấy, anh chàng magie này thì thầy cho là hóa trị của nó là 2. Để cho trong bảng. Đấy, thì quay về cái ví dụ thứ nhất chúng ta sẽ giải quyết ngay. Bây giờ đầu tiên. Carbon hóa trị 4. Cái này ban nãy hình như là giải quyết ở trong cái phần ví dụ của cái phần hóa trị rồi. Carbon và oxy. Đấy. Hai cạnh, cái đơn giản nhất. Cái này phần này chỉ biết là nháp thôi nhá, nhớ đấy. Và chỗ này là nháp này. Công thức của nó là gì? Là C 2 O 4. Đúng không? Sau đó chúng ta tối giản đi. Và chúng ta sẽ thu ra được là công thức là CO 2 chia 2, 4 chia 2. Được chưa? Hãy lập nhanh. C 4 H quy ước hóa trị là mấy? Là 1. Vậy thì C và H 1 4 à, chúng ta sẽ suy ra được là CH4. Hoặc nếu theo định nghĩa C hóa trị 4 thì nó phải liên kết với 4 nguyên tử hydro, vậy chúng ta sẽ có luôn CH4. Được chưa? Đến cái phần thứ 3 Mg và oxy. Mg và oxy thì magie hóa trị 2, oxy theo quy ước cũng hóa trị 2. Đấy, thế thì theo cái cách mà chúng ta nháp thì làm sao? Để xuống hướng đây, nó tạo thành Mg2, O2 và cái công thức chúng ta thu được đấy là MgO. Nhóm OH ban nãy thì làm sao? Chúng ta đã tính ra được rồi, hóa trị của nó là 1. Vậy thì cái Mg hóa trị là 2, OH hóa trị là 1. Đấy, anh chàng này là 1, anh chàng này là 2, đảo xuống. Thì chúng ta sẽ thu được là Mg, OH, tất cả hai lần. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ chỉ là cái phần mà nháp thôi. Nếu đi thi trình bày như thế này thì chúng ta có nguy cơ không có điểm. Được chưa? Thế thì thầy sẽ hướng dẫn các em về cách trình bày của một cái bài toán như thế này thì như thế nào. Đấy, thì thầy sẽ trình bày mẫu một bài, còn lại thì các em sẽ trình bày tương tự. Đấy, mẫu cái thứ nhất đấy là về carbon và oxy. Đấy, thì chúng ta sẽ giả sử công thức phân tử là CXOY. Thì theo quy tắc hóa trị
thì ta có 4 nhân với x gì thì sẽ bằng 2 nhân với y. Các em lưu ý nhé, đây là cái hóa trị của các cái nguyên tố thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng cái chữ số La Mã. Đấy. Và từ đó từ đây chúng ta sẽ suy ra được là cái gì? X gì? 2x sẽ bằng y vì chúng ta lấy 4 chia cho 2. Vậy thì sẽ chọn suy ra một điều là x gì thì bằng 1, y bằng 2. Vậy công thức phân tử của cần tìm sẽ là CO2. Đấy, như vậy là thầy đã vừa hướng dẫn các em về cái thế nào là hóa trị và cái quy tắc hóa trị để hàm cái gì. Thế thì từ đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái quy tắc hóa trị đó để chúng ta viết được các cái công thức phân tử của các cái hợp chất mà tạo bởi hai nguyên tố hoặc là từ nhiều nguyên tố, với điều kiện là trong cái nhiều nguyên tố đấy chúng ta biết được hóa trị của các cái nhóm nguyên tố nó là bao nhiêu. Được chưa? Thế thì cái phần bài tập mà cụ thể về việc xác định cái công thức phân tử thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong các cái bài tập và trong các cái phần nội dung sau. Đấy, thì hôm nay cái kiến thức của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở định nghĩa hóa trị và quy tắc hóa trị. Trong đó quy tắc hóa trị là điều đặc biệt quan trọng mà các em không thể quên. Nếu như định nghĩa kia quên thì các em có thể sử dụng quy tắc hóa trị để các em tìm ra được hóa trị nó là bao nhiêu. Nhưng quy tắc hóa trị mà quên mà không thành thạo thì chúng ta sẽ không thể làm được các cái công thức phân tử của một các hợp chất nó là như thế nào, nó là bao nhiêu. Đây chúng ta sẽ phải ôn lại thật kỹ về các cái lý thuyết và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong các cái buổi học lần sau. Xin chào các em.